Kính thưa quý vị, Ngày hội Nón Hồng 2024 vừa được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh là một chuỗi hoạt động ý nghĩa. Từ những buổi chia sẻ kiến thức về ung thư vú, các gian hàng tư vấn, đến những hoạt động sôi nổi như là cắt tóc, hiến tóc hay là giải chạy hồng. Tất cả đã tạo nên một không khí ấm áp, đầy năng lượng tích cực. Trong 2 ngày của sự kiện Ngày hội Nón Hồng thì đã có khoảng hơn 7.000 người tham gia vào sự kiện. Và đặc biệt là cơn mưa rất lớn, nhưng mà dự kiến là cũng đã có khoảng 5.000 người tham gia cái giải chạy. Và quý vị có thể thấy là có rất đông người đã có mặt ở đây để mà hiến tóc cũng như là tham gia vào khu vực tầm soát ở bên kia. Ở đây cho thấy một cái sự đón nhận cũng như là sự quan tâm của cộng đồng đến với sự kiện Ngày hội Nón Hồng. Các chị em gái, các em bé nhỏ, kể cả anh con trai cũng đến để hiến tóc cho bệnh nhân ung thư. Bình thường trong cuộc sống thì tôi rất hay đi hiến máu và là hoạt động tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhưng mà hiến tóc là nó khó đối với người nam, nên là mình quyết tâm để khoảng gần 2 năm thì nó mới đủ để chịu già để hiến. Bé rất là thích được giúp đỡ người khác. Ba của bé muốn bé được giúp ích một cái gì đó cho ở ngoài xã hội, nên là ba bé muốn cho bé đi hiến tóc. Đã có hơn 1.500 lượt hiến tóc trong Ngày hội Nón Hồng. Sự quan tâm của người dân thành phố đến với ngày hội ngày càng tăng cao. Từ những hoạt động nhỏ ban đầu, sự kiện đã trở thành một ngày hội lớn, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Qua hai thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm tới cộng đồng thông qua Ngày hội Nón Hồng ngày hôm nay. Thứ nhất, đó là hãy quan tâm đến chính sức khỏe của mình, tham gia khám tầm soát và phát hiện sớm các bệnh ung thư vú. Và thông điệp thứ hai đó là hãy dành tình yêu thương, sự quan tâm và sự có mặt của mọi người, trao cái năng lượng yêu thương dành cho những người đang sống và đang chiến đấu cùng với ung thư vú tại Việt Nam. Ung thư vú là một trong những căn bệnh ngày càng phổ biến ở Việt Nam. Ước tính mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng hơn 21.000 trường hợp mắc mới. Những sự kiện như Ngày hội Nón Hồng là rất thiết thực để nâng cao nhận thức của cộng đồng về ung thư vú nói riêng và chăm sóc sức khỏe nói chung.